Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân luôn luôn đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm như vậy, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thân thường an ổn, tâm thường vui vẻ, chẳng bị tất cả tai họa xâm phạm não hại. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật đa này thọ trì đọc tụng, thân cận cúng dường, như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nếu khi theo quân lính ra trận mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật đa như thế, thì chẳng bị đao trượng làm tổn hại, kẻ oán địch đều khởi từ tâm, dù sắp bị trúng thương tự nhiên tránh được, chẳng bao giờ có chuyện mất mạng ở chiến trường. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, luôn luôn tu tập sáu phép ba la mật đa, tự từ bỏ đao trượng tham dục, cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng tham dục. Tự từ bỏ đao trượng sân nhuế cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng sân nhuế. Tự từ bỏ đao trượng ngu si cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng ngu si. Tự từ bỏ đao trượng ác kiến cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng ác kiến. Tự từ bỏ đao trượng triền cấu cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng triền cấu. Tự từ bỏ đao trượng tùy miên cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng tùy miên. Tự từ bỏ đao trượng ác nghiệp cũng có khả năng làm cho kẻ khác từ bỏ đao trượng ác nghiệp. Kiều Thi Ca, do duyên cớ này nên thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, dù nhập quân trận chẳng bị đao trượng làm tổn thương, kẻ đối địch đều khởi từ tâm, dù sắp bị trúng thương tự nhiên tránh được, chẳng bao giờ có chuyện bỏ mạng ở chiến trường. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường đối với Bát Nhã Ba La Mật đa thậm thâm như thế mà trí tâm lắng nghe, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thọ trì đọc tụng, như lý tư duy, tinh cần tu học, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không bị tất cả thuốc độc, trùng độc, quỷ mị, trù yểm, chú thuật có thể làm tổn hại, không thể chìm trong nước, chẳng bị lửa làm cháy, đao trượng ác thú oán tặc, ác thần, các tà vọng lượng chẳng thể làm hại được. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú đại thần, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú đại minh, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú vô thượng, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú vô thượng thượng, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú vô đẳng đẳng, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vua của tất cả thần chú tối thượng tối diệu, không gì có thể sánh bằng, đầy đủ oai lực lớn, có khả năng hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy tinh cần tu học chú vương này, chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy học Bát Nhã Ba La Mật Đa này, hiểu rõ tự và tha, cả hai đều chẳng thể nắm bắt được. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khi học đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa này, chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có hữu tình, chẳng thấy có dòng sanh mạng, chẳng thấy có sự sanh, chẳng thấy có sự dưỡng, chẳng thấy có sự trưởng thành, chẳng thấy có chủ thể luân hồi, chẳng thấy có người do người sanh, chẳng thấy có ngã tối thắng, chẳng thấy có khả năng làm việc, chẳng thấy có sự tự thọ quả báo, chẳng thấy có cái biết, chẳng thấy có cái thấy. Do đối với ngã vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa này, chẳng thấy có sắc, chẳng thấy có thọ tưởng hành thức, vì đối với sắc uẩn vân vân vô sở đắc nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khi học chú đại vương Bát Nhã Ba La Mật Đa này, chẳng thấy có nhãn xứ, chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ,
Vì đối với nhãn xứ vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có sắc xứ, chẳng thấy có thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì đối với sắc xứ vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có nhãn giới, chẳng thấy có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với nhãn giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có nhĩ giới, chẳng thấy có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với nhĩ giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có tỷ giới, chẳng thấy có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với tỷ giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có thiệt giới, chẳng thấy có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với thiệt giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có thân giới, chẳng thấy có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với thân giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có ý giới, chẳng thấy có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì đối với ý giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có địa giới, chẳng thấy có thủy hỏa phong không thức giới. Vì đối với địa giới vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có thánh đế khổ, chẳng thấy có thánh đế tập diệt đạo. Vì đối với thánh đế khổ vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có vô minh, chẳng thấy có hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Vì đối với vô minh vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có cái không nội, chẳng thấy có cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì đối với cái không nội vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có chân như, chẳng thấy có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì đối với chân như vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Hết quyển thứ 102.